if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe. With all my heart, I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful. Thank you.
Thank you.
thân mến, và theo đúng như phong tục tập quán của địa phương cũng như là phong tục cưới hỏi truyền thống của người Việt Nam chúng ta, để mở đầu cho buổi lễ ăn hỏi hôm nay, ngay lúc này ban tổ chức sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời hai ông trưởng đoàn sẽ đại diện cho nhà trai và đại diện cho gia đình họ nhà gái. Xin mời hai ông sẽ rời vị trí danh dự của mình một chút để tiến về khu vực sân khấu có những ý kiến phát biểu trao và nhận lễ ăn hỏi. Và chúng ta xin cùng chào đón hai ông trưởng đoàn tiến về khu vực sân khấu bằng một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt của tất cả chúng ta. Thưa quý vị thân mến, và theo đúng như phong tục tập quán của chúng ta thì để mở đầu cho buổi lễ ăn hỏi ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho gia đình họ nhà trai. Ông sẽ thay mặt cho tất cả các cụ công các bà của gia đình họ nhà trai sẽ có những ý kiến phát biểu. Trước tiên là để giới thiệu về thành phần tham dự của gia đình họ nhà trai có mặt trong buổi lễ ăn hỏi hôm nay, và sau đó sẽ có những ý kiến phát biểu thư truyện để trao lễ ăn hỏi. Và chúng ta sẽ cùng chào đón những ý kiến phát biểu của gia đình nhà trai bằng một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt. Kính thưa toàn thể hội hôn, hôm nay tôi là Nguyễn Thế Sai, là chú của cháu Việt, xin được thay mặt gia đình nhà trai có một số ý kiến về hội hôn của hai cháu. Trước hết, thay mặt gia đình nhà trai, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới chân tình của nhà gái đã tiếp đón nhà trai chúng tôi rất là trọng thị, trong không khí rất là đầm ấm. Và để có được ngày hôm nay thì cũng xin trân trọng giới thiệu với các bà và nhà gái hoặc gia đình nhà trai chúng tôi xuống để có lễ xin ăn hỏi với các cụ, các bà nhà gái cùng với anh chị Cường. Thì tôi xin trân trọng giới thiệu có ông Nguyễn Thế Tuân làm trưởng họ Nguyễn Thế nhà tôi, có ông Nguyễn Thế Trường thay mặt cho gia đình bên Lộn, và đặc biệt là có ông Nguyễn Minh Tuấn là ông nội của cháu Việt. Bên cạnh đó thì tôi cũng trân trọng giới thiệu là có ông Nguyễn Thế Cán. Ông tôi thì là người cao tuổi nhất trong dòng họ Nguyễn Thế, nhưng mà hôm nay cũng bớt chút thời gian vì hạnh phúc của các cháu, cho nên là ông tôi cũng là xuống để mà trực tiếp ngồi đây để chúc phúc cho hạnh phúc cho hai cháu. Thưa ông, các bà, anh, các chị trong hội hôn, trải qua một thời gian mà các cháu có xin phép hai bên gia đình được tìm hiểu và cũng được hai anh chị cùng là bên nhà trai và nhà gái đồng ý. Trong quá trình rất là dài được tìm hiểu hai bên thì cháu Việt nhà tôi cũng được sự quan tâm rất nhiều của anh chị Cường, đã tặng mọi điều kiện để cho các cháu có thời gian ở với nhau, tìm hiểu với nhau rất kỹ càng. Cho đến hôm nay thì các cháu cũng đã báo cáo với hai gia đình là các cháu đã tìm hiểu kỹ và mong muốn tiến tới hôn nhân, sống với nhau trăm năm trong đời hạnh phúc. Các cháu cũng đã báo cáo với anh chị Cường, anh chị Trức và được hai ông bà là đồng ý tác hôn cho hai cháu. Thì không biết nói gì hơn, tôi phải chân thành cảm ơn anh chị Cường đã thân chinh ra cháu Huyền để gia đình nhà trai chúng tôi hôm nay nhận được cháu Huyền về làm dâu con trong gia đình. Đến với lễ ăn hỏi hôm nay thì báo cáo với gia đình nhà gái là gia đình nhà trai chúng tôi có bố trí chín trác lễ ăn hỏi, và rất mong các cụ, các ông, các bà, nhà gái và anh chị Cường chấp nhận lễ trác ăn hỏi này để tác duyên cho hai cháu lên vợ lên sầu cũng lên chồng và sống trăm năm hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Với những ý kiến phát biểu tuy không ngắn không dài nhưng đầy đủ ý nghĩa, đã gửi lời cảm tạ tới các cụ và các bà của gia đình họ nhà gái, và thay lời cho ban tổ chức cùng với cô dâu chú rể sẽ được kính chúc bác cùng gia đình được thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Và xin quý vị, chúng ta sẽ cùng dành cho ông trưởng đoàn gia đình nhà trai một tràng vỗ tay lớn hơn nữa. Cảm ơn quý vị. Quý vị thân mến, người Việt Nam của chúng ta thì có một quan niệm thật đúng đắn: có đón, có đưa và có trao thì sẽ phải có nhận. Vừa rồi chúng ta đã đến với những ý kiến phát biểu trao lễ ăn hỏi của gia đình họ nhà trai.
Và để đáp lại những tình cảm đó thì ngay sau đây ban tổ chức cũng sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho họ tộc nhà gái chúng ta. Ông sẽ có những ý kiến phát biểu, trước tiên là cũng để giới thiệu về thành phần tham dự trong buổi sáng ngày hôm nay của gia đình nhà gái, và sau đó là sẽ có những ý kiến phát biểu để chính thức nhận lễ ăn hỏi của gia đình họ nhà trai. Và chúng ta cùng chào đón ông trưởng đoàn gia đình họ nhà gái bằng một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Cảm ơn quý vị. Kính thưa các cô, các ông, các bà, toàn thể cô dì, chú bác và các vị khách quý ngày hôm nay. Thì vừa rồi chúng ta nghe một vị đại diện cho họ nhà trai những đôi lời phát biểu biết, và sau đây thì tôi được sự ủy quyền của bà Quỳnh Thủy, tôi là chú của cháu Huyền, có đôi lời phát biểu xin trân trọng giới thiệu thành phần gia đình nhà gái chúng tôi. Về phía nhà gái tôi hôm nay thì có bà nội của cháu, thì cùng về đến dự cái lễ ngày hôm nay. Cạnh bà nội cháu là có bà Kính, bà Chút và Thám, bà Hùng đều là vai của bà các cháu. Ngoài ra có bà Huỳnh, anh em ruột mẹ tôi. Bên phía tay phải tôi là có bên nội thì có ông Tâm, em trai của ông nội cháu Huyền. Và bên cạnh ông Tâm là có ông Hùng, là vai ông của cháu. Cạnh ông Hùng là ông Đăng, là anh trai của bà mẹ tôi, là anh trai của bà nội cháu Huyền. Cạnh đấy là có ông Mạc, là vai ông của các cháu. Mà bên ngoài nữa là có ông Quang, ông Vinh, cũng là vai ông các cháu. Thì hôm nay thì sau khi có ý kiến của bên đại diện gia đình nhà trai, thì qua quá trình tìm hiểu của các cháu thì được sự nhất trí của hai bên gia đình cũng như chính quyền đoàn thể của Ủy ban dân xã thị trấn Tây Đằng, thì hôm nay gia đình nhà ông bà Chức Hải có cái lễ ăn hỏi để báo biến gia đình nhà gái chúng tôi, thì xin được phép ủy quyền của ông bà Quỳnh Thủy thì được thay mặt gia đình chúng tôi cũng xin chấp nhận cái lễ ăn hỏi của các cháu. Trước khi dừng lời, xin kính chúc toàn thể các cô, các ông, các bà ở hai bên gia đình họ nội họ ngoại của các cháu và luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc cho các cháu được những ý kiến của đại diện gia đình nhà trai là trăm năm hạnh phúc. Trước khi dừng lời, tôi xin cảm ơn, trân trọng cảm ơn kiến của các ông. Ông trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình nhà trai nhà gái á. Và thưa quý vị, vừa qua những cái bắt tay vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng tình cảm thông gia giữa hai bên gia đình rất là sâu sắc, và xin được chúc mừng hạnh phúc và cảm ơn hai ông trưởng đoàn rất nhiều ạ. Giây phút đầu là tìm anh yêu em, khi vừa thấy em anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em, mỉm cười cảm ơn ông trời, cảm ơn đã cho em một tình yêu rất tươi. Sống cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau, dù đi đâu về đâu vẫn có một tư ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nắm lấy tay anh đi mình sánh đôi, đèo cao hay biển khơi sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Ý kiến phát biểu để trao lễ dẫn cưới, xin mời. Để cho hạnh phúc của các cháu được trọn vẹn, thì gia đình nhà trai chúng tôi có một trang
cây chậu nhỏ để xin được ông bà Cường cùng các ông các bà, anh các chị, cô dì chú bác, các bạn các gái, chúng tôi xin được dâng một cái lễ để ngày mai cùng giờ này, có nghĩa là 9:05 ngày mai gia đình tôi xin được đón cháu Huỳnh về làm dâu con trên gia đình chúng tôi, và mong rằng ông bà Cường cùng các bạn ngày mai sẽ có mặt để đại gia đình nhà chúng ta chúc phúc một lần nữa cho các cháu trong năm hạnh phúc. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn những ý kiến phát biểu đầy đủ ý nghĩa và những ý kiến phát biểu đầy cảm tạ tới các cụ của các bà của gia đình họ nhà trai, tới gia đình họ nhà gái. Và để thay mặt cho gia đình họ nhà gái thì ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông đại diện của gia đình sẽ có những ý kiến phát biểu để chính thức nhận cưới chầu dẫn cưới của gia đình họ nhà trai ạ. Xin mời ạ. Phục quy ý kiến của ông đại diện trưởng đoàn của gia đình nhà trai, gia đình tiếp tục có cưới dầu nhỏ để xin dẫn cưới. Thay mặt gia đình nhà gái chúng tôi xin đồng ý nhận lễ dẫn cưới của gia đình nhà trai. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn hai ông trưởng đoàn ạ. Thưa quý vị thân mến, và vừa rồi thì hai ông đại diện đã đại diện cho hai nhà cảm ơn, và đặc biệt là đã chính thức trao và nhận lễ dẫn cưới. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời lễ dẫn cưới của gia đình họ nhà trai sẽ trao cho gia đình họ nhà gái. Sắp sân không khí tăng hôn linh đình, ai cũng xì xăm đôi mình nhìn tụi nó tinh bới bên à. Nhậu sáng đêm rượu năm lít bia 50 lon, đóng phòng ăn ai lo cúc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thành xuôi, thêm thằng cu hay cô công chúa lấy kèn dùi. Sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ. Yêu sang nhà vang tiếng pháo vui, theo kiều hoa có đôi phụ dê. Còn trong đời bạn bè dẫm tên, bạn ngoài xa đã xa thiệt rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, bàn xa chắc không được mời. Đường chim trời đây đó vương phương, đưa đầu nó giữa đêm vượt suối. Nhờ mây trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa xa. Mùa
đông rồi qua mau. Ngày vui đến gần như nhắc trời vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau trong ngày vui áo em màu hồng. Trên đồng lúa màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa trang chuyện tình đôi mình. Mùa xuân này anh sẽ cứ em bỏ thời gian cách xa đợi chờ, vì yêu sang nhà vang tiếng pháo vui, theo kiều hoa có đôi phù dê. Còn trong đời bạn bè dẫm tên, bạn ngoài xa đã xa thiệt rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không được mời. Đường trên trời đây đó bông thương, đưa đầu non giữa đêm vượt suối. Nhà mây trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang. Đông rồi qua mau, ngày vui đến gần như nhắc trời vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau trong ngày vui áo em màu hồng. Màu hy vọng Thanh Huyền ngay lúc này đây sẽ quay lại, gia đình chúng ta sẽ cùng dành một chiếc cúi chào để cùng ra mắt tới toàn thể quý vị ngày hôm nay bằng một tràng tay thật lớn ạ. Cho phép bảy Yến xin trân trọng kính mời bố của chú rể Thế Việt ngày hôm nay sẽ xin được thay mặt cho hai bên gia đình để có lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời. Chúng tôi rất vui mừng vì sự có mặt đông đủ của toàn thể hai họ và các anh em bạn bè xa gần. Rồi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý vị và các bạn ở đây. Và xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất, đó là chúc mọi người và toàn thể gia đình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công và hạnh phúc. Ngay bây giờ đây, tôi xin mời tất cả mọi người cùng nâng ly để chúc mừng hạnh phúc trăm năm của hai con, và để hai gia đình gắn kết với nhau và hai con sống với nhau thật hạnh phúc đến răng long đồng bạc. Xin mời tất cả chúng ta cùng nâng ly để chúc phúc cho hai con chúng tôi ạ. Và ngay lúc này đây thì xin được thay lời cho đại gia đình, xin được mời toàn thể các cụ, các ông, các bà hai bên gia đình sẽ cùng rót về vào những ly rượu, ly bia của mình ạ, để đại gia đình chúng ta sẽ cùng đi đưa đến các bàn tiệc của tất cả quý vị và cùng rót lên những chén rượu hồng để dành cho tất cả quý vị với những lời chúc mừng và những lời cảm ơn nhất. Xin được trân trọng kính mời đại gia đình cô dâu và chú rể. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chú rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè. Ta cùng nâng ly, một hai ba vô, mời bạn nâng ly ta cùng
nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3 vô. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. 1, 2, 3 vô. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái non lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. 1, 2, 3 vô. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đề bờ. Mừng người ta vui, lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay để bầu, mừng người ta vui, lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè, 1, 2, 3 vô. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi cua mọc mới, chiếc áo
sao xuyên bóng dáng em chiều nay mơ màng, nụ cười em làm anh thêm bối rối, nắm tay em bước trên yêu thương. Phút đắm say khi lời yêu anh trao, bước bên anh em nghe tiếng rộn ràng, dưới cơn mưa cho tình yêu xanh mãi, tay trong tay bao ngất đến nồng say. Người yêu ơi. Thức với nhớ mong, ước mong sao ta luôn mãi gần nhau. Ánh mắt em làm cho anh sao xuyên, bóng dáng em chiều nay như mơ màng, nụ cười em làm anh thêm bối rối, nắm tay em bước trên yêu thương. Yeah. Phút đắm say khi lời yêu anh trao, bước bên anh em ngân tiếng rộn ràng, dưới cơn mưa cho tình yêu xanh mãi, tay trong tay bao ngất ngây nồng say. Chưa dám nói để đêm về anh viết lên thành bài ca. Tay trong tay ba niềm vui hôm nay nha, cho lòng em nhẹ với đi nỗi nhớ anh. Lời yêu thương em cũng ngập ngừng không dám nói, và giờ đây em sẽ gửi vào trong khúc ca này. Ánh mắt em làm cho anh sao xuyên, bóng dáng em cho anh mơ màng, nụ cười em làm anh thêm bối rối, nắm tay em bước trên yêu thương. Phút đắm say khi lời yêu anh trao, bước bên anh em ngân tiếng rộn ràng, dưới cơn mưa cho tình yêu xanh mãi, tay trong tay bao ngất ngây nồng say. Người yêu ơi, anh luôn có nhau không rời xa mẹ, anh nhớ em, em mong có anh trong vòng tay này và ước mong sao. Quý vị và chào đón tới sự hiện diện yêu mến và đông đủ của quý vị khách quý. Chúng ta đang hiện hữu trong một không gian cưới vô cùng sang trọng và tuyệt vời của gia đình nhà gái chúng tôi, để cùng tham dự một sự kiện vô cùng trọng đại. Đó là lễ phu quy. Chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu xinh đẹp Thanh Huyền sánh duyên cùng với chú rể Thế Việt. Và có lẽ rằng những lời nói đầu tiên thì cho phép Minh Hải sẽ được thay lời cho gia đình cùng với cô dâu và chú rể gửi tới tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Thưa quý vị thân mến, hãy đồng ý với chúng tôi một điều rằng trong vô vàn những món quà mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta thì tình yêu chính là món quà vô giá nhất. Bởi nhờ có tình yêu mà chúng ta muốn xích lại gần nhau hơn. Khi hai trái tim đã chung một nhịp đập, khi hai tâm hồn đã hòa quyện và đồng điệu với nhau, và khi hai con người cũng đã trở thành hai nửa không thể tách rời, thì họ sẽ nắm tay nhau đi đến cái đích cuối cùng của tình yêu, mà đó chúng tôi gọi là hôn nhân. Đã trải qua rất nhiều những khó khăn, thử thách trong tình yêu và trong cuộc sống, thì ngày hôm nay Thanh Huyền và Thế Việt họ đã quyết định nắm tay nhau để viết lên một câu chuyện tình yêu thật đẹp. Và ngay lúc này xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị sẽ cùng sơi trà sơi nước và cùng hướng mọi ánh nhìn của mình đến khu vực sân khấu để chứng kiến câu chuyện tình yêu đó. Và ngay trong khoảnh khắc này đây, một nhân vật chính đầu tiên mà chúng ta sẽ giới thiệu với tất cả quý vị sẽ là một chàng trai rất lịch lãm trong bộ vest cưới. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón sự xuất hiện của chú rể Thế Việt. Xin mời. Xin phép được ra mắt và cúi chào cảm ơn tới quý vị khách quý. Chào anh
Trước tiên quý vị cho chúng tôi hỏi ngày hôm nay Thế Việt có đẹp trai không ạ? Yes, rất đẹp trai. Và nụ cười rất tỏa nắng và rạng ngời. Cái ngày hôm nay là ngày vui trọng đại nhất trong cuộc đời của mình. Và thưa quý vị thân mến, để mở đầu cho buổi lễ vui mừng hôm nay thì ngay sau đây ban tổ chức sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời tiến về khu vực sân khấu. Đó chính là hai ông trưởng đoàn sẽ đại diện cho nhà trai và đại diện cho nhà gái. Xin mời hai ông sẽ rời vị trí danh dự của mình một chút, tiến về khu vực sân khấu để có những ý kiến phát biểu, xin dâu và nhận rể, kết tình thông gia. Và chúng ta sẽ cùng chào đón hai ông trưởng đoàn lên sân khấu bằng một tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị. Của chúng ta lúc này đó chính là hình ảnh của chú rể Thế Việt và cùng với đó là hai ông trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình nhà trai và đại diện cho gia đình họ nhà gái. Thưa quý vị, đã trải qua những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời thì đôi trái tim trẻ Thanh Huyền và Thế Việt họ cũng đã gặp gỡ và đem lòng yêu thương nhau. Tình yêu cứ thế lớn dần được sự quan tâm nhất trí của hai bên gia đình và đặc biệt là sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương sở tại. Thì ngày hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2023 và nhằm ngày 10 tháng 4 năm Quý Mão là ngày lành tháng tốt mà hai bên gia đình nhà trai, nhà gái đã lựa chọn để tiến hành tổ chức lễ vu quy và lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Và theo đúng như phong tục tập quán của địa phương cũng như là phong tục cưới hỏi truyền thống của quê hương Việt Nam chúng ta thì để mở đầu cho buổi lễ vu quy thì ngay sau đây ban tổ chức sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho họ tộc nhà trai. Ông sẽ có những ý kiến phát biểu trước là để cảm tạ tới quý vị và sau đó sẽ có những ý kiến phát biểu xin dâu. Và chúng ta sẽ cùng chào đón những ý kiến phát biểu của gia đình nhà trai bằng một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt. Cảm ơn quý vị. Kính thưa toàn thể các vị khách quý, anh em bạn bè gần xa đã bớt chút thời gian tới đây để chứng kiến một cái thời khắc vô cùng thiêng liêng và trọng đại. Đó là lễ vu quy của hai cháu nhà chúng tôi là Thế Việt và Thanh Huyền. Thay mặt cho gia đình nhà trai, trước hết tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn của họ nhà trai tới họ nhà gái, cũng như hôm qua tôi phát biểu ý kiến là đã dành cho nhà trai cái tình cảm rất là trân trọng, rất là trọng thi. Và tôi cũng xin chân thành cảm ơn anh chị Cường, các cụ ông cụ bà, cô dì chú bác đã nuôi nấng thân sinh ra cháu Huyền. Và cảm ơn các cơ quan đoàn thể nội ngoại hai bên cùng toàn thể anh em bạn bè đã động viên giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh lúc khó khăn cũng như lúc thuận lợi để đến ngày hôm nay cháu Việt nhà chúng tôi và cháu Huyền có một cái lễ vu quy rất là tốt đẹp như thế này. Trước khi dừng lời, thay mặt nhà trai chúng tôi trân trọng có một cái cây trầu nhỏ được xin phép các cô ông cô bà cũng như anh chị Cường có cây trầu nhỏ để chúng tôi xin cháu Huyền được đem cái cây trầu nhỏ này đặt lên lễ gia tiên. Đồng thời gia đình chúng tôi xin phép các cô và anh chị Cường được đón cháu Huyền về làm dâu con trong gia đình. Xin chân thành cảm ơn. Và để đáp lại những tình cảm thân thương đó tới từ phía gia đình họ nhà trai, ngay sau đây ban tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một ông trưởng đoàn đại diện cho họ tộc nhà gái sẽ có những ý kiến phát biểu cảm ơn tới sự hiện diện của quý vị và đặc biệt là chính thức nhận cây trầu xin dâu của gia đình họ nhà trai. Xin được trân trọng kính mời. Ngày hôm nay thì qua quá trình tìm hiểu của các cháu được sự nhất trí của hai bên gia đình cũng như đồng ý của chính quyền địa phương thì hai bên gia đình ông bà Trức Hải, ông bà Thủy Cường tổ chức lễ vu quy cho các cháu cũng như ý kiến vì đại diện gia đình nhà trai có ý kiến là ngày hôm nay chính thức là cháu Việt sẽ là con rể của ông bà Thủy Cường và tôi cũng mong muốn rằng là khi đã về làm rể nhà ông bà Thủy Cường cũng là cháu rể của chúng tôi mong đóng cũng làm tròn bổn phận của người rể hiền trong gia đình. Và cũng ý kiến của ông Nguyễn Thế Sang đại diện cho một nhà trai là gia đình có cây dầu nhỏ và xin dâu thì gia đình đại diện nhà gái chúng tôi cũng hoàn toàn chấp nhận lễ xin dâu chính thức của ngày hôm nay và cháu Việt là cháu rể của gia đình và nhà gái chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn.
để thắt chặt mối tình thông gia thì ngay sau đây xin được trân trọng kính mời hai ông trưởng đoàn sẽ cùng tiến lên trước một bước và chính thức trao và nhận cưới chầu xin dâu của gia đình họ nhà trai. Và xin quý vị chúng ta sẽ cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc cho hai bên gia đình. Mong ra xin mời ạ. Xin được cảm ơn hai ông trưởng đoàn và xin mời hai ông cũng dành tặng cho nhau một cái bắt tay thật thân mật ạ, để gắn chặt mối tình thông gia hai nhà như một kể từ ngày hôm nay. Xin cảm ơn hai ông trưởng đoàn. Và sau khi được sự đồng ý nhất trí của hai bên gia đình và đặc biệt là sự đồng ý của gia đình nhà gái, và ngay sau đây xin mời chú rể Thế Việt cùng với bó hoa tươi thắm của mình sẽ di chuyển đến phía nhà trên để đón cô dâu làm lễ gia tiên kính báo tổ đường. Xin mời chú rể ạ. Vui sao những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào, cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời, anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu không ai vui bằng em đâu, ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày, tình yêu của em là anh đó sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắng, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dấu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Ngay bên ai cho em yêu cuộc đời.
trong ngày trọng đại hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, có lẽ rằng những lời đầu tiên thì hai bên gia đình cùng với cô dâu chú rể xin được gửi tới cho toàn thể quý vị là lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và chúc tất cả quý vị sẽ có một ngày thật vui vẻ và ý nghĩa bên người thân yêu của mình, quý vị nhé. Vâng, thưa toàn thể quý vị khách quý, và người ta vẫn thường nói yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời của mỗi con người và cũng là món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho tất cả chúng ta. Và ngày hôm nay, trải qua một thời gian tìm hiểu và quen biết thì chú rể Thế Việt của chúng ta đã tìm được một nửa yêu thương của mình bên cô dâu Thanh Huyền. Và ngày hôm nay, họ nguyện sẽ cùng nhau chèo lái con thuyền của mình đi đến bến bờ hạnh phúc mà người ta gọi đó là hôn nhân. Vâng, kính thưa quý vị, đúng như vậy, có lẽ rằng để cho cô dâu và chú rể của chúng ta có được ngày vui này thì bên cạnh sự vun đắp của toàn thể quý vị, cô dâu và chú rể cảm ơn rất nhiều công ơn sinh thành của các bậc làm cha làm mẹ. Và bên cạnh đó là những chia sẻ, những lời mà hai bên gia đình cùng thưa chuyện với nhau đến từ hai vị đại diện của gia đình. Chính vì vậy mà ngay bây giờ đây, trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu là sự hiện diện về phía họ nhà trai, đó là ông Nguyễn Thế Sang, và về phía họ nhà gái, trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Hiếu. Trân trọng kính mời hai vị đại diện của hai bên gia đình sẽ cùng tạm rời vị trí của mình một chút và lên sân khấu có đôi lời chia sẻ, thưa chuyện với toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, khách quý, và hiện diện trên sân khấu lúc này đây là hai bác trưởng đoàn được đại diện cho quan viên của họ nhà gái và quan viên của họ nhà trai. Và để cùng chứng kiến với những lời phát biểu cũng như những lời trao dâu và nhận dâu ngày hôm nay thì cho phép Hải Yến cùng với Lê Mạnh cũng xin được trân trọng kính mời hai nhân vật chính của chúng ta, đó là chú rể Thế Việt và cô dâu Thanh Huyền, sẽ cùng tay trong tay bước lên trên sân khấu ngày hôm nay và chúng ta cùng dành cho cô dâu và chú rể bằng một tràng tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào đón. Xin mời ạ. Vâng, kính thưa quý vị, giây phút này thì chúng ta có thể cảm nhận được rằng tình yêu đó là món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho trái tim của mỗi chúng ta, đúng không ạ? Và tình yêu đã giúp cho cô dâu chú rể cùng nắm tay nhau vượt qua một quãng đường thật dài.
Và ngày hôm nay thì hai bạn đã thưa chuyện với cha, với mẹ, với toàn thể các vị khách quý, để những cái thiệp hồng đó đã được lan tỏa cho niềm yêu thương và hạnh phúc rồi. Bây giờ đây trên sân khấu là sự hiện diện của cô dâu chú rể và hai vị đại diện của hai bên gia đình xin được ra mắt và cúi chào tới toàn thể quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều những tình cảm của tất cả các cô, các ông, các bà cũng như toàn thể quý vị tân khách quý đã dành cho cô dâu và chú rể. Và ngày hôm nay trên sân khấu lúc này đây là hiện diện được đại diện cho quan viên của họ nhà gái. Cô dâu Thanh Huyền là bác trưởng đoàn được đại diện cho quan viên của họ nhà gái ngày hôm nay sẽ có những lời phát biểu cũng như thủ tục trao dâu ngày hôm nay. Chúng ta cùng dành những tràng tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào đón bác trưởng đoàn được đại diện cho quan viên của họ nhà gái ngày hôm nay bằng một tràng tay thật lớn, thật nồng nhiệt được không tất cả quý vị? Kính thưa các cô, các ông, các bà cùng toàn thể cô dì, chú bác cùng toàn thể các vị khách quý và bạn bè thanh niên nam nữ, qua quá trình tìm hiểu của hai cháu Việt và Huyền và được sự nhất trí của hai bên gia đình ông bà Chức Hải và ông bà Thủy Cường thì hôm nay hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho các cháu. Thay mặt gia đình gái, tôi xin có gửi lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể các cụ ông, cụ bà, cùng toàn thể các cô dì, chú bác, cùng toàn thể quý vị đại biểu tại khán phòng ngày hôm nay. Và lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Thay mặt gia đình nhà gái, chúng tôi thì hôm nay có cái vào cái giờ, cung giờ hoàng đạo, đã đến giờ đẹp và có lễ xin được giao dâu cho gia đình nhà trai. Và kể từ giờ phút này thì cháu Huyền chính thức về làm con dâu của ông bà Chức Hải, cũng là cháu dâu của các cụ gia đình họ nhà trai, và cháu Việt cũng là con rể của ông bà Cường Thủy và cháu rể của gia đình chúng tôi. Và cũng xin chúc cho các cháu được làm tròn bổn phận trách nhiệm là dâu Hiền và rể Thảo. Thì qua quá trình sinh sống cùng bố mẹ chồng, bố mẹ vợ thì các ông bố mẹ cũng răn dạy và dạy bảo các cháu thêm để các cháu này làm tròn bổn phận. Và chú cũng xin chúc cho các cháu trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Trước khi dừng lời, tôi xin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của họ gia đình nhà trai đã tổ chức đón tiếp gia đình nhà gái chúng tôi. Và không biết nói gì hơn, trước khi dừng lời, một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn. Và chính thức có cái lễ xin giao dâu. Vâng, kính thưa quý vị, đó là những chia sẻ, những lời phát biểu đến từ vị đại diện đã thay mặt cho họ nhà gái. Cảm ơn rất nhiều với những lời phát biểu của ông Nguyễn Đức Hiếu đã cùng với tất cả những tình cảm, với những thông điệp ngọt ngào nhất để cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của quan viên họ nhà trai. Và bên cạnh đó đã có những lời để chúc cho cô dâu chú rể của chúng ta được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Cảm ơn thật nhiều những chia sẻ vừa rồi. Kính thưa quý vị, và để đáp lại tấm tình đó thì ngay bây giờ đây xin được mời quý vị cùng lắng nghe vị đại diện sẽ thay mặt cho họ nhà trai. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Thế Sang sẽ có những tình cảm, chia sẻ, cảm ơn và đáp lời. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, cùng quan viên hai họ, kính thưa bạn bè, thân hữu xa gần đã có mặt trong khán đài hôm nay để chứng kiến giây phút thiêng liêng và trọng đại nhất của hai cháu chúng tôi được trăm năm hạnh phúc. Thay mặt gia đình nhà trai, tôi xin tiếp thu ý kiến và chấp nhận cảm ơn ý kiến của bác trưởng đoàn nhà gái đã giao dâu cho gia đình chúng tôi. Cảm ơn các cụ ông cụ bà, cảm ơn ông bà Cường đã thân sinh ra cháu Huyền để đến hôm nay gia đình chúng tôi được đón cháu về chính thức làm dâu Hiền trong gia đình nhà chúng tôi. Một lần nữa không biết nói gì hơn, xin thay mặt gia đình nhà trai cảm ơn thời gian quý báu của các cụ ông, cụ bà, các anh, các chị đã bớt chút thời gian đến đây chia vui cùng gia đình chúng tôi, chúc phúc cho hai cháu chúng tôi đến răng long đầu ạ. Xin cảm ơn hai gia đình đã tạo mọi điều kiện để cho hai cháu có giây phút thiêng liêng và trọng đại như thế này. Một lần nữa, thay mặt cho gia đình nhà trai, xin chúc sức khỏe tới tất cả các cụ ông, cụ bà, các cô dì, chú bác, anh em, họ hàng có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Qua đây tôi cũng xin chúc hai cháu là hãy cố gắng làm tròn bổn phận
là dâu hiền rể thảo, bước tiếp cái truyền thống của gia đình chúng ta là đoàn kết, hạnh phúc và mãi mãi bên nhau. Xin chân thành cảm ơn ạ. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn rất nhiều với những lời phát biểu của bác trưởng đoàn được đại diện cho quan viên của họ nhà trai ngày hôm nay đã chấp nhận với lời trao dâu của bác trưởng đoàn được đại diện cho quan viên của họ nhà gái để chính thức bắt đầu kể từ ngày hôm nay, kể từ giây phút này chính thức nhận cô dâu Thanh Huyền trở thành dâu con của đại gia đình ông bà Chức Hải. Xin được cảm ơn rất nhiều những tình cảm yêu thương đó và xin được mời cơ trầu của quan viên họ nhà gái ngày hôm nay sẽ cùng lên trao và nhận cơ trầu ngày hôm nay để chính thức nhận cô dâu Thanh Huyền làm dâu con của đại gia đình. Xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn ạ. Vâng, kính thưa quý vị, những chia sẻ, những lời phát biểu thật ngọt ngào, thật ý nghĩa vừa rồi cũng là những lời để chúc mừng cho đại hỷ, cho tình thông gia của hai bên gia đình ngày hôm nay đã là tình nhất gia. Và tình yêu của cô dâu và chú rể họ đã được gọi nhau bằng tiếng là mình ơi rồi. Thưa quý vị, xin được cảm ơn rất nhiều những tình cảm tuyệt vời đó từ hai vị đại diện của gia đình đã cảm ơn quý vị đã xe duyên và chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta. Và bây giờ thì chúng tôi nghĩ rằng cô dâu và chú rể họ đã sẵn sàng để đồng hành trong khoảnh khắc ngọt ngào và yêu thương này rồi. Vì vậy mà xin được mời chú rể và cô dâu nhé. Chú rể thân mến, bạn đã sẵn sàng để nắm tay cô dâu viết tiếp câu chuyện tình yêu của mình trong ngày vui này chưa? Xin mời chú rể. Dạ em sẵn sàng rồi. Vâng ạ, chú rể đã sẵn sàng rồi. Thế còn cô dâu thì sao ạ? Em sẵn sàng từ một năm trước. Vâng ạ, rất lâu rồi thưa quý vị, cô dâu đã sẵn sàng rồi. Và bây giờ thì hai bạn sẽ cùng vào trong nhà để xin phép được thắp nén tâm hương, kinh báo tổ đường và làm lễ gia tiên để loan tin báo cho ngày trọng đại hôm nay. Hai bạn đã chính thức được nên duyên vợ chồng. Xin mời cô dâu và chú rể. Và một lần nữa xin được mời toàn thể các cụ, các ông, các bà cũng như toàn thể quý vị tân khách quý, chúng ta sẽ cùng để cùng dành những thăng hoa, những ngọt ngào, những hạnh phúc nhất ngày hôm nay cho tất cả quý vị. Xin mời. Quý vị, niềm vui, niềm hạnh phúc, sự ngọt ngào, đó là những gì mà tất cả chúng ta có thể cảm nhận được trong ngày chung đôi hôm nay, đúng không quý vị? Mỗi người chúng ta đến với nghi lễ thành hôn của cô dâu và chú rể đều có những tâm trạng riêng, đều có những cảm xúc riêng của mình. Nhưng điều chung lại thì quý vị cùng với chúng tôi có thể cảm nhận được một điều, đó là sự ngọt ngào, hạnh phúc mà cô dâu chú rể họ dành tặng cho nhau. Vừa rồi thì hai bạn đã xin phép tất cả quý vị chú đi thời gian để xin được thắp nén tâm hương, kính báo tổ đường và làm lễ gia tiên, rồi đến từng bàn trà bàn nước để cảm ơn quan viên của hai bên gia đình rồi. Còn bây giờ thì cô dâu và chú rể sẽ được quay trở lại sân khấu để cùng đến với những khoảnh khắc ngọt ngào trong ngày vui này. Vâng ạ, điều đầu tiên mà Lê Mạnh cùng với Hải Yến mong muốn đó là cô dâu và chú rể, hai bạn có thể nở một nụ cười thật tươi được không ạ? Để chúng tôi dành cho cô dâu chú rể một tràng pháo tay lớn hơn được không quý vị ơi? Xin mời ạ. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều những tình cảm yêu thương nồng ấm của tất cả quý vị. Và ngày hôm nay, hai nhân vật hạnh phúc nhất của chúng ta cùng với những ánh mắt và nụ cười ngày hôm nay ánh lên niềm vui. Và kính thưa toàn thể quý vị, khách quý, và trong cuộc sống mà tất cả chúng ta đang sống thì không một màu sắc nào lại rực rỡ như những sắc màu của tình yêu, và không một âm thanh nào lại ngọt ngào và lãng mạn như những thanh âm của tình yêu. Có lẽ chỉ có những người đang yêu thì họ mới cảm nhận được rằng giá trị của cuộc sống hôn nhân ngày hôm nay đó là đích đến cuối cùng. Chính vì vậy mà ngay bây giờ đây, để cùng hiện diện với cô dâu và chú rể trên sân khấu và chúc mừng hạnh phúc cho hai con, chúng tôi trân trọng kính mời các vị thân sinh của cô dâu và chú rể. Xin được mời các ông bà sẽ cùng lên sân khấu để cùng hiện diện, để cùng cảm ơn và chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể quý vị nhé. Chúng tôi trân trọng kính mời về phía họ nhà trai có sự hiện diện của ông Nguyễn Thế Trước và bà Nguyễn Thị Thanh Hải, hai vị thân sinh của chú rể. Và về phía họ nhà gái thì chúng tôi trân trọng kính mời và giới thiệu ông Nguyễn Đức Cường và bà Nguyễn Thị Thủy là hai vị thân sinh của cô dâu. Xin được mời tất cả quý vị chúng ta cùng chào đón các ông bà thông gia cùng hiện diện tại sân khấu bằng một tràng pháo tay của toàn thể quý vị. Xin mời. Vâng, thưa toàn thể quý vị, khách quý, và có lẽ một mái ấm gia đình đó là điều mong muốn hạnh phúc nhất của các bậc làm cha làm mẹ.
và ngày hôm nay hiện diện tại sân khấu là tứ thân phụ mẫu của chú rể và cô dâu sẽ cùng hiện diện tại sân khấu ngày hôm nay cùng với hai con để cùng chứng kiến những giây phút, những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong ngày vui trọng đại của chú rể Thế Việt và cô dâu Thanh Huyền. Và ngay lúc này đây thì tất cả chúng ta đang cùng được chứng kiến niềm hạnh phúc của đại gia đình chú rể Thế Việt và cô dâu Thanh Huyền cùng với những tình cảm yêu thương nồng ấm nhất ngày hôm nay của những bậc làm cha, làm mẹ đã cùng sinh thành, nuôi dạy, khôn lớn và đặc biệt ngày hôm nay đã xây dựng hạnh phúc cho hai con. Chúng ta cùng dành cho đại gia đình chú rể và cô dâu bằng những tràng pháo tay lớn hơn nữa được không tất cả quý vị? Vâng ạ, xin được cảm ơn quý vị nhiều lắm về những tràng pháo tay vừa rồi. Đó cũng là những món quà để dành tặng cho đại hỷ, cho tình thông gia của hai bên gia đình cũng như cô dâu và chú rể. Kính thưa quý vị, và khoảnh khắc này thì có lẽ rằng hai bên gia đình cùng với cô dâu chú rể xin được dành thêm một cái cúi chào nữa được không quý vị, để cảm ơn tới toàn thể các vị khách quý. Và quý vị thân mến, chúng ta thêm một tràng pháo tay để chúc mừng đại hỷ hai bên gia đình. Vâng, kính thưa quý vị, khoảnh khắc này thì có lẽ rằng chúng ta có thể cảm nhận được niềm vui lớn nhất của các bậc làm cha làm mẹ là thấy những người con của mình trưởng thành và xây dựng hạnh phúc. Vậy thì ngay bây giờ đây, chúng tôi cũng xin được mời tất cả quý vị cùng với các ông bà thông gia cùng chứng kiến giây phút cô dâu chú rể sẽ cùng trao về nhau vòng nhẫn cưới quý vị nhá. Trước tiên thì hai bạn, cô dâu và chú rể sẽ cùng nắm tay nhau. Và tôi muốn là hai bạn bước đi trên một bước được không ạ? Xin mời chú rể Thế Việt và cô dâu Thanh Huyền. Vâng, kính thưa quý vị, trước khi mà cô dâu chú rể của chúng ta cùng đến với vòng nhẫn cưới này thì cho phép Lê Mạnh xin được chia sẻ với tất cả quý vị những tình cảm mà cô dâu chú rể muốn gửi gắm trong ngày chung đôi hôm nay. Cảm xúc của chú rể bây giờ như thế nào khi mà nắm tay cô dâu và được tất cả quý vị chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn? Cảm xúc của bạn ra sao? Em đây chắc là giây phút xúc động nhất của đời của em. Vâng, thưa quý vị, giây phút xúc động nhất cuộc đời của chú rể rồi. Còn cô dâu thì sao ạ? Vâng, thưa quý vị khách quý, vừa rồi là chú rể với những cảm xúc rất là hạnh phúc, rất là hồi hộp. Còn cô dâu nói rằng là đã mong đợi giây phút này rất là lâu lắm rồi. Mà ngày hôm nay có được một bờ vai vững chắc đang đứng cạnh cô dâu, thì cô dâu cũng có thể chia sẻ những cái cảm xúc đó cho tất cả quý vị được biết được không ạ? Em cảm thấy chờ đợi lâu lắm rồi, trao nhẫn được không chị? Vâng ạ, đó là giây phút tuyệt vời nhất mà cô dâu đang mong chờ. Và tất cả chúng ta ngày hôm nay sẽ là những minh chứng cho câu chuyện tình yêu của chú rể và cô dâu. Xin được mời tất cả quý vị sẽ không phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng đến với nghi lễ đầu tiên. Đó là cô dâu và chú rể sẽ cùng trao cho nhau cặp nhẫn cưới. Và với cặp nhẫn cưới ngày hôm nay để cùng chính thức bắt đầu kể từ ngày hôm nay, kể từ giây phút này, cô dâu và chú rể sẽ cùng chính thức nên duyên vợ chồng. Xin mời. Vâng ạ, xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng trao về nhau vòng nhẫn cưới nhá. Và giây phút này thì Lê Mạnh nghĩ rằng là cô dâu chú rể đang rất muốn lắng nghe một tràng pháo tay từ tất cả quý vị được không quý vị ơi? Thưa quý vị, mỗi cặp nhẫn là một khoảnh khắc, một câu chuyện, một con đường để dẫn đến tình yêu. Và kể từ giây phút này thì cô dâu chú rể của chúng ta, họ sẽ cùng nhau bước đi trên một con đường. Và con đường đó sẽ được xây bằng tình yêu và hạnh phúc. Chiếc nhẫn là một vòng tròn điểm tựa của tình yêu. Nó như một sợi dây vô hình được kết nối hai tâm hồn, hai trái tim hòa cùng một nhịp. Nhẫn cưới cũng mang một ý nghĩa cho sự trách nhiệm lớn lao. Phải bắt đầu kể từ ngày hôm nay, cô dâu và chú rể sẽ chính thức nên duyên vợ chồng. Và xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng giơ bàn tay có ngón tay đã lồng vào nhẫn cưới ạ, để cho tất cả quý vị ở phía dưới ngày hôm nay sẽ là minh chứng cho câu chuyện tình yêu đó của hai bạn. Xin mời một tràng tay lớn của tất cả quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, thật tuyệt vời khi mà chúng ta được chứng kiến những khoảnh khắc ngọt ngào trong ngày chung đôi của cô dâu và chú rể rồi. Vòng nhẫn cưới thì hai bạn đã cùng trao về nhau, tình yêu này đã được nên duyên vợ chồng trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Và hãy để cho tình yêu của cô dâu và chú rể thêm phần ngọt ngào và hạnh phúc hơn quý vị nhé. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến tới thắp bánh cưới để cùng chung tay chia ngọt sẻ bùi. Hai bạn sẽ cùng chung tay các chiếc bánh cưới ngọt ngào trong ngày vui của mình. Xin mời. Thưa quý vị khách quý, cùng với ý nghĩa bánh cưới là một biểu tượng mang một thông điệp về tương lai hạnh phúc tràn đầy, cùng với ý nghĩa bánh cưới thể hiện cho lòng thủy chung son sắt của cô dâu và chú rể, họ sẽ luôn luôn dành tặng cho nhau, sẽ cùng nhau chia ngọt
sẻ bùi để cùng vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống hôn nhân đầu đời của mình, để chúc cho lâu đài hạnh phúc của họ sẽ luôn luôn đầy ắp những tiếng cười của những bé trai và bé gái thật thông minh và kháu khỉnh. Và bây giờ thì hai bạn sẽ cùng tiến tới tháp ly pha lê siêu mạnh hạnh phúc để cùng đong đầy cho tình yêu và khơi nguồn cho niềm yêu thương trong ngày chung đôi, ngày hạnh phúc của mình. Xin mời cô dâu và chú rể. Vâng ạ, xin được mời chú rể sẽ cùng mở nắp phần ngoài của chai sâm banh ạ. Vâng ạ, một lần nữa xin được chúc mừng và ngay lúc này đây xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tay trong tay ạ, rót lên những tháp ly hạnh phúc ngày hôm nay để cùng chúc mừng cho hạnh phúc bất tận, hạnh phúc dài lâu, hạnh phúc mãi mãi của cô dâu và chú rể sẽ được thăng hoa, được tuôn trào trên tháp ly hạnh phúc ngày hôm nay. Xin mời. Vâng, kính thưa quý vị, có thể nói rằng tháp ly pha lê chiêu bánh hạnh phúc đang tượng trưng cho những suối nguồn tươi trẻ. Nó sẽ đong đầy, nó sẽ chảy mãi trong tình yêu của đôi uyên ương. Và xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc để cuộc đời mãi thắm tươi. Vâng, thưa toàn thể quý vị, khách quý, và với ý nghĩa chai sâm banh thứ hai ngày hôm nay, xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng rót đầy vào những ly rượu mà ngày hôm nay ban tổ chức đã chuẩn bị hết sức trang trọng và chu đáo để tỏ lòng tri ân tới các đấng sinh thành dưỡng dục ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, thưa quý vị, khi mà cô dâu chú rể đang cùng một đong đầy cho tháp ly pha lê chiêu bánh hạnh phúc thì chúng tôi cũng cảm nhận được là những tình cảm của quý vị trong suốt thời gian vừa qua, và có lẽ rằng mãi về sau, nếu không quý vị, chúng ta sẽ cùng đồng hành cho tổ ấm, cho hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Người ta nói rằng là gia đình là nơi bắt đầu của tình yêu, và ở đó thì tình yêu không bao giờ kết thúc cả. Những tia nắng vàng cũng đã quay trở về, và ở đây thì cô dâu chú rể sẽ có một tuần trăng mật trở nên thi vị và ngọt ngào hơn tại một nơi biển xanh, cát trắng và nắng vàng. Và bên cạnh đó thì hãy cùng dõi theo hành trình hạnh phúc của cô dâu chú rể để cho ba bạn yêu nhau nhiều hơn, thương nhau nhiều hơn và gìn giữ nhau nhiều hơn quý vị nhá. Xin được cảm ơn rất nhiều khoảnh khắc ngọt ngào này. Vâng, thưa toàn thể quý vị, khách quý, và ngay lúc này đây là những ly rượu tỏ lòng tri ân sâu sắc tới tứ thân phụ mẫu của chú rể và cô dâu. Vâng ạ, trước tiên thì xin mời cô dâu nhá. Cô dâu sẽ nâng ly rượu để cảm ơn bố, cảm ơn với những điều tốt đẹp nhất mà bố đã dành tặng cho hai con trong suốt thời gian vừa qua. Vâng ạ, xin được cảm ơn bố rất nhiều. Cảm ơn bố đã yêu thương và tin tưởng, sao có thể nói rằng là tài sản vô giá của cuộc đời mình, đúng không ạ? Cho chú rể, để cho hai bạn yêu thương nhau nhiều hơn. Và bây giờ thì xin được mời chú rể sẽ mời ly rượu dành cho mẹ. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và xin cô dâu. Xin được mời cô dâu ạ. Vâng ạ, hai ly rượu còn lại thì xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng bước về giữa sân khấu để chúng tôi xin phép được ghi lại một góc hình hạnh phúc nhất của ngày vui này. Cô dâu và chú rể sẽ uống chén rượu giao bôi đi ạ. Vâng ạ, xin mời cô dâu chú rể. Chúng ta sẽ cùng đan tay nhau vào uống cạn chén rượu ngày hôm nay, có sự chứng kiến của toàn thể các cụ, các ông, các bà cùng ghi lại những hình ảnh đẹp nhất ngày hôm nay. Vâng ạ, xin được cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ xin mời gia đình hãy cùng chạm ly với cô dâu và chú rể đi ạ, để chúng tôi xin được ghi lại những khoảnh khắc, những góc hình ngọt ngào trong ngày vui này. Và một lần nữa xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hai bên gia đình. Xin mời. Vâng, thưa toàn thể quý vị, khách quý, và với ly rượu nồng ấm ngày hôm nay của đại gia đình, cô dâu và chú rể đã cùng trao gửi tới các đấng sinh thành dưỡng dục để ngày hôm nay bố mẹ đã xây dựng đại lễ vu quy và đại lễ thành hôn ngày hôm nay cho hai con. Xin được cảm ơn rất nhiều tới những tình cảm của bố mẹ. Và ngày hôm nay sự hiện diện của toàn thể quý vị khách quý đang có mặt tại tư gia của đại gia đình chú rể đã mang đến cho đại gia đình chúng tôi những tình cảm yêu thương nồng ấm nhất. Một lần nữa xin thay lời cho đại gia đình xin được chân thành cảm ơn và chúc cho quan viên của họ nhà trai chúng ta có được dâu hiền và quan viên của họ nhà gái có được chàng rể thảo. Chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Những món quà của các bậc làm cha làm mẹ
những người đã vun đắp hạnh phúc cho đôi uyên ương có được ngày vui này, và cũng là những người đã giúp cho chúng ta có thêm những lý do để có mặt tại không gian tuyệt vời, ngọt ngào và hạnh phúc, hôn trường cưới tư gia của họ nhà trai. Kính thưa quý vị, những món quà lớn nhất để dành tặng cho chú rể Thế Việt và cô dâu Thanh Huyền là tình cảm, là sự hiện diện của toàn thể quý vị rồi. Và bây giờ thì xin phép tất cả quý vị chú ý thời gian nhé, để cho hai bên gia đình cùng với các bậc làm cha làm mẹ có những món quà tiếp theo để vun đắp tổ ấm hạnh phúc ngọt ngào này. Xin được cảm ơn bố rất nhiều đã có những tình cảm, và xin được cảm ơn mẹ rất nhiều đã có những món quà trong ngày trọng đại hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, và người ta vẫn thường nói cùng cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Và nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ đưa con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy, cha che chở đời con. Và xin được chúc mừng cho gia đình cũng như cô dâu và chú rể nhá. Bây giờ thì xin phép tất cả quý vị thêm chút ít thời gian nữa để cho gia đình cùng với cô dâu chú rể xin được nán lại sân khấu để cùng chụp lại những kiểu ảnh trong ngày vui này. Suốt đời và